Chị quên mẹ em là ai rồi hả? Long Mẫu xúc lòng như thế nhà. Vậy bây giờ chị giao cô Lê cho em nha. Long nha. À không, Long Nhi. Phải giải quyết xong nghe chưa? Ok chị. Ok. Cô Lê. Ừ? Hôm nay qua chơi hay là có chuyện gì? Mà giờ này có chuyện gì vui không? Kể cô nghe với. Dạ, không có. Chuyện con thích bạn gái gì đó. Sao rồi? Dạ, con thích nó thôi, chứ có gì đâu. Chuyện mình thích một ai đó là chuyện bình thường mà cô. Đâu cứ phải nhất thiết là con gái phải thích con trai đâu. Vậy là con nghĩ đó là bình thường. Dạ, con cho là đúng. Dạ, đúng rồi cô. Con thấy người ta không phải nhất thiết là phải thích người khác giới. Ai mà nghĩ vậy mới là không bình thường á cô. Là tới bây giờ con vẫn cho suy nghĩ của mình là đúng luôn. Dạ, đúng rồi. Đợi xíu. Cái gì vậy cô? Nhà này. Ừ, dạ. Ai trong đây đây? Ừ, dạ, thì con, vẫn là con. Nhìn kỹ vô cho cô. Nhìn sâu vô. Cái người trong đây nè, đang nghĩ gì vậy? Trời, cô không biết nữa. Bây giờ những cái suy nghĩ chạy trong đầu con hả? Nó chạy tùm lum hết. Con không bắt được cái nào hết á. Đó, con thấy chưa? Ngay cả con suy nghĩ gì mà con còn không biết, thì làm sao con cho rằng những suy nghĩ của mình là đúng? Cảm giác lại càng không. Con hiểu không, con gái? Vì vậy cho nên con đừng cho rằng cảm giác của mình là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì cảm giác của mình sẽ còn thay đổi theo thời gian, cho tới khi nào mà con trưởng thành lên luôn á. Chị Giao. Rồi cuối cùng là ai gỡ rối cho ai hả? Mà trưởng thành là làm người lớn hả cô? Ừ. Nhưng mà con không thích trưởng thành đâu. Làm người lớn chán lắm. Ừ. Con có phải là người lớn đâu mà biết. Thì con nhìn cô á, lúc vui hả thì ít lắm, mà lúc buồn nhìn như là tận thế vậy á.